Kính chào quý vị và các bạn. Nhắc tới dân ca quan họ cổ Bắc Ninh, người ta sẽ hình dung ngay đến hình ảnh các liền anh trong trang phục khăn xếp áo the, còn liền chị thì áo tứ thân, đầu chiết khăn mỏ quạ, tay cầm nón quay thao và miệng thì không ngớt những lời ca câu hát thấm đượm nghĩa tình, làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng hát quan họ hiện nay lại xuất phát từ tục hát canh, tục hát cổ nhất của quan họ. Trong chương trình Thanh Âm Còn Mãi lần này, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền để thưởng thức một canh hát quan họ cổ từ làn điệu, không gian diễn sướng đến trang phục biểu diễn giữa các liền anh, liền chị, quyện trong chất giọng điêu luyện, vừa mầy vừa dày dặn, cất lên trong tĩnh mịch của đêm. Không nhạc đệm, chỉ có giọng hát với sự đùa giỡn của thanh âm. Kẻ hát dẫn, người hát luồn, giai điệu quan họ cứ thế bật ra đồng điệu, in đậm tính chính chuyên của nhạc cổ truyền Việt Nam. Từ bao đời nay, ở vùng Kinh Bắc đã hình thành nên địa đồ 49 làng quan họ cổ truyền, trong đó bao chứa trên dưới 300 làn điệu dân ca quan họ. Đó là vùng dân ca tập trung được đánh giá rất cao ở trong nền âm nhạc dân tộc. Ở mỗi làng quan họ thì lại bao chứa những nhóm xã hội nghệ thuật kết nghĩa với nhau, người ta gọi là những bọn quan họ. Ngày xưa thì các làng quan họ kết nghĩa bao giờ cũng ở cách xa nhau, thế cho nên là khi đi thì quan họ bạn thường ăn mặc quần áo rất bình thường. Khi còn cách làng quan họ bạn chừng độ đôi ba cây số thì người ta sẽ dừng lại để bắt đầu tìm cách thay quần áo. Thì xưa có khi là một điếm canh đê hay một quán nước ven đường, hoặc đơn giản chỉ là một bờ ruộng để thay quần áo. Ngày hôm nay để cùng trải nghiệm lại cảm giác của người xưa đó, tôi cũng mang một bộ quần áo the khăn xếp và tôi cũng vào bờ ruộng, tôi thay quần áo trước khi vào dự canh hát quan họ trong làng quan họ cổ. Xin mời đương quan họ xơi miếng trầu cánh phượng của chị hai chị ba quan họ chúng em qua câu hát mời dầu đấy ạ. Thì tay ô chào đương quan họ, chào quê liền anh. Hôm nay nghe tin làng mở hội, tôi về dự canh hát quan họ cổ của làng. Vâng, chào anh Hiền, lâu lắm anh mới về đây, mời anh lên nhà nghe một canh hát. Chào quan họ. Dạ, chào quan bác, mời quan bác. Mời anh lên. Dẫu thế mãi là cánh phượng cũng rằng là dâng lên, dâng lên là lên em ơi, ý người vừa hát mời trầu với nước xong, bây giờ mới thực sự vào một canh hát quan họ. Một canh hát quan họ thì gồm có 3 chặng. Chúng ta đang nghe đây là chặng đầu tiên, người ta gọi là giọng lề lối. Lề lối là những cái bài hát khoe kỹ thuật. Có những cái bài hát mà nó thể hiện một cái đẳng cấp kỹ thuật rất cao thì thường những người mà hát giọng lề lối này đầu tiên phải là những người có chất giọng rất tốt. Thì trong dân ca quan họ thì những cái bài giọng lề lối là những giọng thể hiện tất cả những cái độ kỹ thuật thanh nhạc, những cái độ lấy, những cái tiếng nảy hạc rất là rõ ràng, và những giọng lệ lối được coi là những giọng khó nhất ở trong dân ca quan họ. Bây giờ chúng ta đang nghe bài Tứ Hải Giao Tình. Mà nay cổ mềm ý rằng ơi là
họ ơi. Mấy tuy tàng là xanh phượng à đẹp duyên bên châu á trần thì rằng là bên hời. Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy là liền anh, một cặp liền anh, một cặp liền chị, khi hát bao giờ người ta cũng ngồi quay lại, quay miệng để đối với nhau theo một góc vuông 90 độ. Thì trong âm thanh học thực ra đó là một cái phản xạ rất tự nhiên. Không biết từ bao đời nay thì các liền anh liền chị đã tự nhiên những cặp hát đồng giọng, một người hát dẫn, một người hát luồn. Người dẫn và người luồn họ đã tìm được một cái quy luật cộng hưởng của âm thanh rất là thú vị. Cho nên nếu mà nghe hai người hát ngồi vuông góc đối lại với nhau thì bao giờ cái giọng hát của họ rất là vang. Và chúng ta sẽ thấy rất rõ là ở cái giọng lề lối này, cái kỹ thuật nảy hạp là cái kỹ thuật đặc trưng của quan họ được thể hiện tất cả với tất cả những cái dáng vẻ đẹp nhất của nó. Nghe chúng ta sẽ thấy được cái độ lấp lánh. Chúng ta ngoài cái cường độ là độ to nhỏ của âm thanh, cao độ của nốt nhạc, chúng ta còn thấy được cái độ xa gần qua những kỹ thuật nảy hạt. Thành thử ra cái tiếng hát con họ nó khi mờ khi tỏ. Đôi tay nàng lấy cây
tình bằng ai ân nì. Trăm em xin đợi nghìn em xin chờ. Là anh hai ơi, là anh ba ơi, cái chút tình riêng nghi. Dạ vâng, đôi chị hai, chị ba vừa ra câu. Em là con gái Bắc Ninh, anh ba, anh tư chúng em xin đối lại câu. Tôi là con trai Bắc Ninh. Cầu non đi mà cõi non, ôi kết ni bạn mây trầu á vàng thì trường thi ở xong mà phố khách nghi thì dập mi dịu dù nhau là nhau đi chơi hội thì chùa ơi thì một ni ngày là mùng 7 tháng 3 dù nhau là đi chơi hội đi chơi hội có chùa thầy là mùng 7 tháng 3 dù nhau là đi chơi hội đi chơi hội có chùa thầy vui thời là thời. Chúng ta đang nghe những cái giọng hát ở trong hệ thống giọng vật. Những giọng này nó có cấu trúc rất đặc biệt, người ta gọi là giọng bỉ. Bỉ là cái phần ngâm ngợi ở đầu của làn điệu. Sau phần ngâm ngợi tự do đấy người ta mới bắt vào nhịp. Thì những giọng như thế là giọng có cấu trúc khá là đặc biệt trong quan họ. Chúng ta biết rằng người quan họ là hát cặp, một cặp đến nay một cặp liền trị, một người hát dẫn và một người hát luồn. Thì cái đặc điểm của quan họ là hát là phải đồng điệu. Thì sự đồng điệu đó nó phải đều tâm tắp với nhau. Vì vậy khi thể hiện những cái giọng ngâm ngợi tự do thì rất là khó. Chính vì thế người quan họ hát bao giờ cũng phải đối nhìn vào miệng nhau để mà hát. Thì những giọng bỉ này nó có cấu trúc rất giai điệu ở một trình độ cao với cái độ lắt léo của giai điệu. Thì đây là một trong những cái đặc trưng nghệ thuật hết sức đặc biệt của quan họ. Nhìn tôi xin thề ơi à ơi à là thề từ đây. Xin thưa với đương con họ liền trị, và bây giờ anh em chúng em xin ca câu ngồi rồi núc lạt cho mềm, buộc lưng con ếch treo lên cá cầy, nói ra sợ bác mẹ thầy, nói vào thì ít, nói ra thì nhiều. Núc cái lạt ni cho mềm là chỉ rằng hai ơi, chứ mấy tôi ngồi rồi. Ngồi rồi tôi núc cái lạt ni cho mềm mì, buộc ngang lưng là lưng con ếch nghi để treo lên trên cá cây, nói cái nội là đi ban ngày. Sợ rằng sợ bác nghi mẹ thầy, nói cái nội là đi ban đêm mì. Sợ rằng sợ kẻ ấy
phai. Nói vào là vào thì ít đi, để nói ra thì nhiều. Nói cái nội là ta yêu nhau. Yêu nhau chả lấy được à nhau. Đôi người về mượn thợ đánh dao, đôi tôi về mượn thợ đánh kéo y ơ, để có á nào đầu. Nói cái nội là ta đi tu, ắt hẳn y ơ tu, mà là ta dạ vâng. Vừa rồi hai anh hai ca câu ngồi rồi núp lạt cho mềm, buộc ngang lưng con ếch treo lên cá cày. Chị hai chị ba chúng em xin đối lại bằng câu: bồn đen ngó trắng sen hồng, nước trong xanh trời biếc thỏa lòng thân lươn. Yêu nhau thì lấy được nhau, 100 chỗ lệch ta kê cho bằng. Chị hai chị ba chúng em xin ca câu ngó trắng sen hồng ạ. Ngó trắng sen hồng là anh rằng hai ơi, chứ mấy bồn đen đi. Ngó trắng sen hồng, nước trong xanh là như trời biết mi, để có thỏa lòng. Nói cái nội là ta thân lươn, yêu nhau thì lấy được nhau. Nói rằng bác mẹ chả thương, yêu nhau lặn lội tìm đường. Nói cái nội là như ta đi, người về tình kéo y làm chi, đành kéo y làm gì. Tóc mây là mây sen để có tóc thề. Nói cái nội là ta yêu nhau, yêu nhau chẳng quan đi mọi bề. 100 là trăm chỗ lệnh đi, để em kê lá kê cho bằng. Nói cái nội là ta yêu nhau, yêu nhau thì lấy được à nhau. Bây giờ bóng đã xế tà, trăng non treo đầu ngõ, đã đến giờ quan họ phải chia tay. Xin phép đương quan họ liền anh cho chúng em được hát câu dã bạn đấy ạ. À. Người ơi, ơi,
về về mà lưng à là như ca thì vương nghi đăng ông ta chứ không mà thành dạ thật mà thì thôi thành là chứ không mà thành dạ thật mà thì thôi người đời là em mi đừng là chứ xin à đừng quá vội mà đôi người ơi đừng là chứ xin à đừng quá vội mà đôi người ơi công người là đã vậy này công là em xin đừng là cất liêu này treo là đau này chi chứ đôi người về định liệu mà cho xong đi về là chứ đôi người về định liệu mà cho xong đi cầm chừng là chi nữa này là ấy này cái lá đai về là chứ đôi em về thu xếp mà đôi người ơi về là chứ đôi em về thu xếp mà đôi người ơi. Đôi chị hai vừa ca câu vì chuông cho cá bén đăng, vì người tôi phải đi răng về mờ, đôi hai chúng tôi ca câu. Nhắc trông thấy bóng đôi người, răng đen rưng rức miệng cười như hoa, đôi người đẹp tựa tiên sa, để tôi khấn nguyện răng già xe dây. Nhạc nghi trông thấy bóng mi đôi nghĩ người mà răng mi đen ôi mà vẫn mây miệng à cười thì như hoa đôi người đẹp tựa thì tiên xa xin đừng tưởng giỏi
là chứ đôi người về. Mai người lại mà xa chơi ngày. Về là chứ đôi người về. Mai người lại mà xa chơi ngày. Có cho là kết là ngay mà sao ý hoa thì tự ý ở đây về là chứ đôi người về. Mai người lại mà sang chơi ngày. Về là chứ đôi người về. Mai người lại mà sang chơi ngày. Về là chứ đôi người về. Mai người lại mà sang chơi liền. Canh hát của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh hai, chị hai đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Mỗi một canh hát nào thì cũng phải có sự kết thúc. Sự kết thúc của một canh hát quan họ cổ người ta gọi là chặng giã bạn. Những cái giọng giã bạn này là hát lúc chia tay, kết thúc của một canh hát. Chúng ta vừa nghe một canh quan họ cổ được phục dựng lại theo lối của người xưa, những câu hát day dứt, những câu hát tha thiết, những câu hát tràn đầy yêu thương của những người đã từng được coi là những người yêu nhau nhưng không được lấy nhau. Khi những cặp đàn anh đàn chị ngày xưa kết nghĩa thì người ta yêu nhau nhưng không bao giờ người ta được lấy nhau. Tất cả mọi tình yêu của họ đều gửi gắm vào lời ca tiếng hát. Vì vậy, từ một thú chơi bình dân của giới những người lao động, quan họ đã phát triển nâng tầm trở thành một cái thể loại âm nhạc cổ truyền đặc biệt ở trong nội bộ nền âm nhạc dân gian Việt Nam, thì nó đạt những cái tầm cao nghệ thuật với cái trữ lượng trên dưới 300 làn điệu. Đấy là bởi vì cái tục cấm liên oái nó làm cho tất cả mọi cái dồn nén yêu thương của con người dồn cả vào lời ca tiếng hát. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ giúp quý vị tiếp cận được phần nào những giá trị của di sản quan họ, một di sản đã được thế giới công nhận là kiệt tác của nhân loại. Tam quan là đêm mi nằm mi là nằm xong tôi tưởng đến mà này cũng rằng người ngoan tôi phiền người ơi người ơi.